Chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ khối và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Tham dự lễ kỷ niệm có Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Trong chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội luôn phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết, trí tuệ, tham mưu xuất sắc, giúp thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố. Đảng bộ khối có hơn 8.200 đảng viên đang sinh hoạt tại 65 tổ chức cơ sở đảng. Đảng viên sinh hoạt ở Đảng bộ khối đều là những đảng viên công tác tại cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ khối đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển vừa qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới cần tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt cần thực hiện hiệu quả kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm chỉ thị 24 của Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Dịp này, 17 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.